ABC News dẫn nguồn tin tình báo Mỹ giấu tên cho biết, Israel đã can thiệp vào quá trình sản xuất các máy nhận tin phát nổ ở Lebanon vào ngày 17/9, và đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị trong ít nhất 15 năm. Israel bị cáo buộc đã dựng lên các công ty ma, trong đó nhiều sĩ quan tình báo đứng sau những doanh nghiệp hợp pháp chuyên sản xuất máy nhắn tin. Theo nguồn tin, nhiều nhân viên tại đây không biết mình đang làm việc cho ai. Back Consulting, một công ty có trụ sở tại Hungary, đã mua bản quyền sản xuất lô máy nhắn tin này để bán cho Hezbollah. Reuters trước đó cũng xác nhận Israel đã cài khoảng 3G thuộc nổ PTN vào các máy nhắn tin cùng với kíp nổ có thể kích hoạt từ xa. Tuy nhiên, chính phủ Hungary khẳng định rằng những chiếc máy nhắn tin này chưa từng xuất hiện ở nước họ và Bach Consulting chỉ là một bên trung gian, không có cơ sở sản xuất tại Hungary. Bộ trưởng Y tế Lebanon Firas al-Abiad cho biết các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 2.900 người bị thương trong hai ngày 17/18/19. Giới chức Lebanon và nhóm Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau vụ việc và cam kết sẽ trừng phạt thích đáng. Trong khi đó, phía Israel và Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Các chuyên gia lo ngại tình hình này sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah và có nguy cơ dẫn đến xung đột lan rộng trong khu vực.